À, xin chào các bạn ha Thì uh, trong cái video này mình sẽ giới thiệu qua các bạn một cái uh, một cái kiến thức về mặt lý thuyết ha Thì uh, khi mà lập trình á Khi mà lập trình á, mình cần phải viết chương trình Chương trình là cái cốt nè Thì những cái mã lệnh á, những cái đoạn cốt chương trình á đó, Nó sẽ được lưu vào trong cái bộ nhớ các bạn ha Thì mỗi cái câu lệnh nó sẽ được lưu vào trong một cái ô nhớ à, Một cái ô nhớ uh, nào đó trong cái bộ nhớ của mình Được chưa? Và cái dữ liệu á, cái data của mình á, cái dữ liệu của mình đó, hay là những cái biến mình tạo ra ha Thì tất cả những cái dữ liệu của mình hay là những chương trình thì nó đều được lưu vào trong uh, cái vùng nhớ uh, Vào trong cụ thể là mỗi cái giá trị, mỗi cái mã lệnh nó sẽ được lưu vào trong một cái ô nhớ ha Một cái ô nhớ cụ thể nào đó ha Thì mỗi cái ô nhớ này á, nó sẽ có gì các bạn? Mỗi cái ô nhớ trong bộ nhớ nó đều phải có một cái địa chỉ của riêng nó ha thì phải có cái địa chỉ của cái ô nhớ đó thì khi mà chương trình nó chạy á nó mới biết được là nó sẽ lót cái cái mã lệnh từ cái ô nhớ nào đó. thì phải biết địa chỉ thì nó mới lót được hay là nó muốn truy xuất vào cái dữ liệu của một cái biến hay là đặt một cái 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 vùng nhớ một cái ô nhớ nào đó thì nó phải đặt và nó phải biết được cái địa chỉ địa chỉ của cái ô nhớ đó thì nó mới truy xuất và nó mới đặt được ha đó thì trong cái video này mình sẽ nói về cái cái cách thể hiện cái địa chỉ của một cái ô nhớ bất kỳ ha thì cái địa chỉ của một cái ô nhớ nó sẽ thể hiện được ở hai dạng mà khi mà mình dùng cái phần mềm á, phần mềm mình chạy á thì nó sẽ thể hiện cho mình ở hai dạng thứ nhất là nó thể hiện cho mình ở cái dạng là địa chỉ logic các bạn ha địa chỉ logic thứ hai nó thể hiện của mình ở cái dạng địa chỉ vật lý rồi địa chỉ logic á thì nó sẽ thể hiện thành một cái thành hai con số nó là một cái phần là cái con số xác minh tức là cái 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 phân đoạn là cái vùng nào đó cái vùng nào đó ở trong cái bộ nhớ ha à. cái thứ hai là cái offset là là cái địa chỉ cụ thể ha địa chỉ cụ thể của cái cái ô nhớ đó cái địa chỉ offset này là địa chỉ cụ thể nằm trong cái segment ha đó được chưa thì nó sẽ là một cái bộ như vậy thì ví dụ như là ở đây mình sẽ có một cái địa chỉ offset là 700 trăm hectare và địa chỉ địa chỉ segment là 700 trăm hectare và cái địa chỉ offset sẽ nằm phía sau là 100 trăm hectare đó thì mình nhìn qua đây mình sẽ thấy nè đây À, ví dụ ha ví dụ như thế này ví dụ như đây là cái câu lệnh uh, đầu tiên trong cái chương trình chương trình của mình thì cái chương trình của mình nó sẽ được nạp vào trong cái <laughs> nó được nạp vào trong cái uh, cái ô nhớ ha cái câu cái câu lệnh đầu tiên nó sẽ được nạp vào trong cái ô nhớ có địa chỉ uh, là 700 ha uh, 700 Minh và 100 uh, offset ha à, đó rồi uh, và cái uh, địa chỉ của cái ô nhớ mình có thể thể hiện ở dạng physical là dạng vật lý địa chỉ vật lý địa chỉ cụ thể thì mình sẽ lấy nó cũng tương ứng với cái địa chỉ vật lý nha địa chỉ logic nha nhưng mà nếu như mà mình không muốn đọc ở cái dạng địa chỉ logic thì mình có thể đọc nó ở dạng địa chỉ vật lý thì từ cái logic này mình sẽ chuyển về cái địa chỉ vật lý theo cái công thức như sau mình lấy cái cái segment mình nhân với 16 hexa nha 16 ấy quên xin lỗi mình nhân với 10 hexa các bạn. 10 hexa tức là 16 thập phân Mình quân nhân với 10 10 hexa và mình cộng với cái phần offset các bạn. Thì nó sẽ ra được cái địa chỉ vật lý tương ứng ha, tương ứng với cái địa chỉ logic đó. Đây, ví dụ như địa chỉ logic là 700-100 thì cái địa chỉ vật lý sẽ là 7100 ha, đơn vị là hexa hết nha các bạn, tại vì trong đây nó thể hiện hexa. Đây các bạn nhìn đây nè, đây chính xác chỗ này đây. À, thấy không? Nếu như địa chỉ địa chỉ uh, logic của nó là 700 100 thì cái địa chỉ vật lý của nó sẽ là 7100 các bạn. Rồi mình bấm calculator luôn mình tính cho các bạn xem ha. Đây. Ví dụ như là bấm chọn hết xa nha, rồi sau đó mình nhân thôi. Ví dụ như ở đây uh, ví dụ mình lấy cái địa chỉ uh, uh, 7103 đi, 7103 đi thì tương ứng với 7103 thì cái địa chỉ offset của nó sẽ là 700 các bạn. 700 à, 700 nó vẫn cứ offset là 700 rồi nó sẽ nhân với 10 hexa nha cái này là mình đang để hệ số hexa nên nó sẽ là 10 là 10 hexa rồi sau đó mình sẽ cộng với cái phần offset thì cái này mình nhìn vô là mình biết cái offset của nó sẽ là 103 các bạn cái offset nó là 103 còn cái offset đầu tiên này sẽ là 100 nè còn offset này sẽ là 103 thì mình sẽ cộng với 103 bằng các bạn ha thì sẽ ra được 7103 các bạn thấy không thì đây chính là địa chỉ vật lý còn đây chính là địa chỉ Uh, logic ha. Thì hiện tại cái câu lệnh này của mình nó đang nằm ở 7100 nên nó sẽ thể hiện là 700 100. Còn nếu câu lệnh mình nằm ở dưới thì nó sẽ thể hiện cái con số khác. Ok, mình sẽ thử luôn cho bạn coi. Rồi ok ha. Ví dụ mình có câu lệnh đơn giản như thế này thôi. Rồi, giờ mình uh, mình mình bấm vô cái câu lệnh này nha, câu lệnh này thì mình sẽ coi có cái cái câu lệnh này nó sẽ lưu được uh, lưu vào trong cái ô nhớ bao nhiêu. Thì khi mình bấm vô cái 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 nào các bạn nhìn cái bạn nhìn cái màu nè đây hoặc bấm đây cũng được bấm đây thì nó sẽ tô cái màu màu đây tức là cái mã lệnh nó tương ứng với câu lệnh này ở đây à, nó ra chỗ này được chưa thì các bạn sẽ thấy nè à, đây bấm Đó, bấm đây ha mình bấm vô cái câu lệnh này thì các bạn sẽ thấy ở trên đây nó thể hiện cái con số bao nhiêu các bạn à, 700 102 các bạn thấy không 700 102 nè thì các bạn thấy không cái địa chỉ vật lý mình quy ra sẽ là là 700 nhân với 10 hết là thành 7.000 ngàn, 7.000 cộng với 102 là bằng 7.102 các bạn thấy không đó thì cái câu lệnh này thì nó giải mã thành hai cái hai cái hai cái, cái mã ha, là B, B3 với 0D các bạn ha nó sẽ ghi về trong bộ nhớ thì cái cái địa chỉ nó sẽ lần lượt là uh, à, uh, à, 7.102 7.103 ha đó thì ở đây nó sẽ thể hiện cho cái địa chỉ vật lý à, địa chỉ vật lý còn đây sẽ là địa chỉ uh, à, Xin lỗi, đây là địa chỉ logic, còn đây là địa chỉ physical, địa chỉ vật lý ha, ok à, Cái phần data, cái phần dữ liệu hay là những cái biến á, khi mà nó lưu vào trong bộ nhớ Thì nó cũng sẽ có cái địa chỉ luôn ha, có địa chỉ, mình có thể xem nó ở dạng logical Hoặc là mình xem nó ở địa chỉ physical đều được ha Thì qua cái bài về biến á, về biến á, thì mình sẽ demo cái biến, nó lưu vào trong cái bộ nhớ Và mình sẽ xem cái địa chỉ nó bằng bao nhiêu cho các bạn xem ha ở đây, ở đây là cái chương trình này thì hiện tại nó đang, nó đang thể hiện về cái địa chỉ của cái chương trình thôi, à, từng cái cái câu lệnh chương trình, à, câu lệnh chương trình thì từng cái mã, mã lệnh thì sẽ lưu vào trong cái, cái địa chỉ uh, ô nhớ bằng bao nhiêu, à, tương ứng với cái địa chỉ logic bằng bao nhiêu. rồi à, Và ở đây các bạn có một cái lưu ý giúp mình nha, với cái phần địa chỉ offset, đó, với cái phần địa chỉ offset đó, thì nó sẽ được cái phần mềm nó sẽ cấu hình ngay từ đầu các bạn ha và nó không thay đổi cái phần xác uh, segment này nè cái phần segment này nè đó cái coi cái số mà bảy bảy trăm hết xe đó thì khi mà cái chương trình bi dịch uh, ngay từ đầu á là nó đã được xét cố định rồi các bạn ha nó không đổi các bạn ha thì cái 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 địa chỉ của các cái ô nhớ này nè địa chỉ của các ô nhớ để chứa cái phần chương trình hay chứa dữ liệu á thì nó chỉ bị thay đổi bởi cái phần bởi cái sự thay đổi của cái phần gì cái phần offset mà thôi ha các bạn nhìn vô đây nè, bạn thấy nè. Cái câu lệnh này thì cái segment vẫn 700, câu lệnh này thì segment vẫn là 700, đúng không? Chỉ có phần offset là thay đổi thôi. Phần offset nó thay đổi thôi ha. 100 là 102 này đi chưa? Đó. À, thì cái phần segment á cái phần segment nó sẽ được kiến cố định luôn trong cái khi mình tạo cái project bằng cái cái project.com á đây khi mình tạo cái project bằng project.com á thì gần như là cái 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 segment CS là code segment á là cái cái vùng để mà chứa cái chương trình nè rồi data segment là phần để chứa dữ liệu nè và phần stack segment nè đó là phần segment để, để chứa cái vùng nhớ stack nè gần như là ba cái thằng này nó đã được cố định nữa bạn ha nó đã được cấu hình cố định không đổi và nó mang cái giá trị là không không bảy không hết xa các bạn ha đó. rồi ok ha còn cái ORG 100 này á, thì thì đây chính là cái địa chỉ offset đầu tiên đầu tiên để chứa cái câu lệnh đầu tiên ha. cái địa chỉ offset để chứa cái cái mã mã lệnh đầu tiên mà ha mã lệnh đầu tiên tức là cái vùng bắt đầu á, để mình chứa cái đoạn uh, chương trình của mình á, sẽ là bắt đầu từ cái địa chỉ là là offset là 100 hexa nên mình nhìn thấy ở đây nè khi các bạn chạy chương trình chắc chắn bạn sẽ thấy cái câu lệnh đầu tiên luôn luôn là có cái cái địa chỉ offset là 100 các bạn luôn luôn ha tại vì do cái cái project com của mình nó hiện tại nó đang cố định là như vậy ha sau này các bạn có thể tạo một cái project ở dạng .se một cái dạng khác thì mình có thể đổi được luôn cái segment và đổi được luôn cái cái cái, cái offset là cái vùng địa chỉ bắt đầu á còn hiện tại là mình cứ dùng cái cúng .com cho nó đơn giản trước ha đó. thì sẽ cố định là là đây bấm ở đây đây nè cố định nè cái phần code segment là 700 nè stack segment của 700 nè phần data segment nó cũng sẽ cố định là 700 à. tức là nó sẽ có cái vùng bắt đầu từ 700 là để dùng chung để lưu cho cả chương trình lẫn dữ liệu ha à. đó và nó sẽ khác khác nhau cái ô nhớ khác nhau là khác nhau ở phần gì phần offset mà thôi à. rồi OK ha, đó đây, data segment và code segment thì nó sẽ cố định luôn là 700 hexa. À, rồi, OK, thì tóm lại qua cái phần tới bài biến đi, mình sẽ sẽ cho các bạn xem thêm về cái cái bộ nhớ của cái cái địa chỉ của cái ô nhớ chứa cái biến, ha. biến đơn rồi biến mảng, thì nó sẽ chứa vào vào ô nhớ thì thì địa chỉ nó sẽ nằm ở chỗ nào, thì cái biến nó sẽ nằm ở chỗ nào so với cái 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 ô nhớ chứa cái chương trình, ha, thì qua cái phần bài biến mình sẽ biết biết thêm ok xin chào các bạn ha hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo